Có mặt tại đất nước láng giềng Campuchia, anh Nguyễn Công Hoan, giám đốc công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An, đã đến thăm gia đình anh Chay tại Phnom Penh. Anh Chay là khách hàng quen thuộc của Việt An, khi trước đây anh đã từng đặt mua và lắp đặt máy làm đá viên inox xuất khẩu EVA 5T có công suất 5 tấn trên 24 giờ và EVA 12T có công suất 12 tấn trên 24 giờ. Công việc kinh doanh thuận lợi và phát triển, anh Chay tiếp tục đặt mua của Việt An một chiếc máy làm đá viên inox xuất khẩu EVA 60T có công suất lên đến 60 tấn trên 24 giờ. Máy làm đá viên inox xuất khẩu EVA 60T đã được Việt An sản xuất và lắp ráp theo đơn đặt hàng của anh Chay, dự kiến sẽ bàn giao và lắp đặt cho anh Chay trong tháng 11 năm 2019. EVA 60T là sản phẩm mới 100% mang model EVA mới nhất của Việt An, mang thương hiệu độc quyền VA, được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam số 250969 với hầu hết các linh kiện chính đã được sử dụng mới hoàn toàn. Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 với công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ để cho ra những viên đá đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam đối với nước đá dùng liền QCVN 10-2011 BIT. Máy làm đá viên inox xuất khẩu EVA 60T với hệ thống điện tự động hoàn toàn chỉ với một nút tắt bật giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí điện năng hàng tháng. Toàn bộ hệ thống chịu lực được làm bằng inox chất lượng cao, tuổi thọ lên đến trên 15 năm. Dịch vụ khách hàng với hệ thống chi nhánh từ Bắc vào Nam với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 24/7. Việt An xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng, đặc biệt là anh Chay tại Phnom Penh đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Việt An. Việt An miễn phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc, không tính chi phí ra biển đảo và tùy từng vị trí trong khu vực ASEAN. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và bảo trì dài hạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ. Việt An xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!